Xin chào các bạn. Nếu như nói về thương hiệu Bahraman Saffron Iran tại Việt Nam, thì hiện nay tại Việt Nam có một đơn vị là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền dòng Bahraman Saffron loại Super Negin cao cấp nhất, đó chính là Saffron của Tây Á. Và tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường đang rầm rộ một chương trình khuyến mại mua một tặng một Bahraman Saffron của một đơn vị có ghi là Saffron Việt Nam. Đơn vị này cũng rêu rao rằng là hàng của họ là hàng nhập khẩu chính ngạch Iran, hàng của họ cũng là hàng Super Negin loại 1 cao cấp nhất. Tuy nhiên, liệu sự thật này có đúng không khi mà ở Việt Nam hiện nay chỉ có Tây Á có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính ngạch của Iran, có giấy chứng nhận độc quyền của hãng, đầy đủ CO, CQ là giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ cũng như là giấy kiểm định chất lượng sản phẩm. Và liệu rằng chất lượng của loại Saffron mua một tặng một này như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh. Ở đây tôi cũng đã có mua được một lọ Saffron mua một tặng một của Saffron Việt Nam và ở bên này là Saffron của công ty Tây Á. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh. Trước hết là vì bao bì trước. Như chúng ta có thể thấy, đây là mẫu bao bì của Saffron Tây Á. Đây là mẫu bao bì mà hãng đã làm riêng và đề xuất riêng cho Saffron Tây Á để phân biệt với những loại Saffron phổ thông, loại Saffron thải loại cũng như là trôi nổi ở chợ Dubai và cũng phân biệt với chính những loại Saffron của hãng Bahraman này nữa, nhưng là hàng thải loại, loại 2, loại 3 phổ thông giá rẻ. Chúng ta sẽ thấy, trên bao bì sẽ có sẵn logo của công ty Tây Á do hãng trực tiếp in lên. Loại Saffron là loại Super Negin, cũng được hãng in lên nhằm giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng có cái nhìn đánh giá được đây là loại Saffron nào. Được chưa ạ? Mặt sau của sản phẩm là phần tem phụ. Phần tem phụ này đã có thông tin của công ty Tây Á, có mã vạch riêng mà bất kỳ người tiêu dùng nào cũng có thể dễ dàng check được thông qua các phần mềm check chính thống. Và nếu như Saffron Tây Á có bao bì với những điểm vượt trội như vậy, thì Saffron mua một tặng một này lại không? Trên bao bì này không hề có logo của đơn vị nhập khẩu, được chưa ạ? Cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ một thông tin nào nói về đây là loại Saffron nào. Là loại Negin hay loại Sargon hay loại Punch, tất cả đều chỉ là dựa trên những lời quảng cáo mập mờ và không thể nào kiểm chứng được của người bán. Ngoài ra ở mặt sau, phần tem phụ này cũng là phần tem phụ in trên giấy A4, sau đó dán bằng băng dính thủ công lên bao bì này, không có bất kỳ một sự bảo trợ nào từ hãng Bahraman Saffron Iran cả. Như vậy thì dựa trên những đặc điểm cơ bản nhất của bao bì, chúng ta cũng có thể phần nào đánh giá được Saffron Tây Á đã vượt trội hơn Saffron mua một tặng một này rất nhiều rồi. Và để có cái nhìn sâu sắc hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng mở lọ Saffron để tận mắt so sánh được chất lượng loại sợi của Saffron ở bên trong. Chúng ta sẽ mở lọ Saffron Tây Á trước ạ. Ở phần trên nắp hộp này có một loại tem, đó chính là tem vỡ. Khi mà chúng ta bóc ra rồi, chúng ta sẽ không thể nào dán lại như ban đầu được nữa, nhằm cho việc đảm bảo hàng và tránh đánh cháo hàng, được chưa ạ? Vỏ hộp thì đóng gói rất là chắc chắn. Đây là lọ Saffron của Tây Á. Có phần tem vàng niêm phong ở đây. Phương sẽ bóc ra luôn. Và chúng ta sẽ đổ sợi Saffron ở đây để lát chúng ta sẽ so sánh với lại Saffron mua một tặng một. Tương ứng chúng ta sẽ bóc lọ Saffron của công ty Saffron Việt Nam này là Saffron đang mua một tặng một đấy ạ. Thoạt nhìn qua thì chúng ta cũng thấy bao bì nó có phần dại hơn rồi. Nó sẽ bóc hẳn ra để so sánh. Chúng ta sẽ đổ ra ngay cạnh đây. Đây ạ, ở hai bên chúng ta sẽ có hai lọ Saffron của hai thương hiệu khác nhau. Bên này là Saffron Tây Á, bên tay trái của các bạn. Bên tay trái này thì sẽ là Saffron của thương hiệu Saffron Việt Nam đang mua một tặng một đây ạ. Nếu như bằng mắt thường và nhìn trực tiếp thì tôi đã nhận thấy rất nhiều các sự khác biệt ngay lập tức rồi. Thứ nhất là về màu sắc. Nếu như Saffron Tây Á của chúng ta có màu đỏ tươi, sợi dài và không dính chân vàng như thế này, thì ở bên này là Saffron mua một tặng một. Tôi sẽ bóc gần lên cho các bạn xem. Sợi bên này thì ngắn hơn này, có dính phần chân vàng ở đuôi này, và màu thì có vẻ như là màu đỏ cam, màu thâm xỉn hơn. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Được chưa ạ? Và nếu như các bạn được tiếp xúc trực tiếp bằng tay thì các bạn sẽ cảm thấy là sợi Saffron Tây Á này thì khá là giòn, khô giòn. 1 gram như vậy thì sẽ được nhiều sợi hơn và việc đảm bảo bảo quản chất lượng cũng sẽ tốt hơn. Còn bên này thì các bạn tha hồ vò, sợi cũng sẽ không thể nào gãy được.
bởi vì là nó rất là ẩm. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa ạ? Nếu như có thời gian thì chúng ta có thể thử luôn bằng việc là nếm thử vị của nó cũng như là pha thử vào nước để thấy được cái mùi vị của sâm. Tuy nhiên trong giới hạn video này thì không thể nào có thể đủ thời gian để làm tất cả các việc như vậy cho các bạn. Video này làm ra chỉ với một mục đích duy nhất là giúp cho khách hàng có thể dễ dàng nhận định và phân biệt được hai loại saffron. Và saffron Tây Á là saffron được đặt hàng riêng, được nhập khẩu độc quyền, có đầy đủ giấy chứng nhận độc quyền, CO, CQ, giấy kiểm định. Trong khi đó thì saffron Việt Nam ở bên này lại đang dính những nghi vấn là lấy hàng từ Dubai, từ các tiểu thương cũng như là từ các chợ trời, chứ không phải là hàng chính ngạch của Iran. Vì vậy, quý khách hàng xin lưu ý khi mua hàng tránh bị dắt mũi bởi những thông tin truyền thông và cũng đừng vì những chương trình khuyến mại mua một tặng một là những chiêu trò, là những chiến lược mà họ có thể nhập hàng giá rẻ sau đấy thì đẩy hàng đi nhanh chóng. Quý khách hàng mua hàng xin lưu ý hãy chọn cho mình một đơn vị uy tín nhất, có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận sản phẩm và chất lượng sợi saffron là chất lượng loại thượng hạng cao cấp nhất. Đừng vì những chương trình khuyến mại mua một tặng một để mà mua vào người những loại saffron không đảm bảo chất lượng và tưởng là rẻ mà hóa ra lại thành mua đắt rồi tiền mất tật mang.